trên dãy Chiêu Lầu Thi cao hơn 2.400m, có một hòn đá với tên gọi Dòng Pành. Đây là một cái hòn đá thiêng của người Dao, của Hồ Thầu. Tất cả người Dao ở đây đều không săn bắt hay là bất cứ cái gì ở trên đó cả. Họ muốn bảo vệ đó là một cái điểm, đây là một cái rừng thiêng. Xen lẫn với cánh rừng thiêng ấy có những gốc trà cổ thụ rêu phong. Theo lời những người lớn tuổi trong vùng, hòn đá thiêng là mốc đánh dấu điểm đầu tiên tổ tiên người Dao đặt chân đến đất này. Những cây tre chẳng biết có phải theo chân người Dao đến đây từ thủa đó hay không. Thì cây trà san tuyết ấy là cây ưa bóng. Sương mù ấy là một trong những yếu tố rất quan trọng để tạo ra chất lượng của cây trà. Thay với các cái cây tre bóng ấy, nó giảm cái số giờ nắng đi. Khi ở trong một cái môi trường lạnh, biên độ dao động nhiệt ấy là ngày và đêm cao và sương mù nhiều, giúp cho cây chè san tuyết có được nhiều cái vòng hương hơn là cái chè trung du. Từ sự khắc nghiệt thời tiết đó mà cái cây là nó sẽ phải sản sinh ra các cái hoạt chất tự nhiên, trong đó có cả dầu thơm. Những cây trà ưa sự tĩnh lặng, càng ít tác động của con người, cây càng khỏe mạnh. Tán trà vươn rộng, đan lại với nhau, tạo nên cả một hệ thực vật dưới gốc, vừa có tác dụng giữ ẩm cho cây, vừa có cả những cây dược liệu quý. Trong cái vườn chè của chúng tôi ấy, thì khi di chuyển đấy làm sao phải tránh xa cái gốc của cái cây chè khoảng từ 1,5 m đến 2 m. Trong trường hợp mà nó gần quá thì phải đi trên các cái hòn đá. Cái việc di chuyển nhiều ở trên đấy là gần quá gần gốc ấy, nó sẽ làm cho hay là cái sức nặng của cơ thể nó sẽ làm cho lì cái đất đi. Con người dành cho những cây trà một sự tôn trọng nhất định. Họ chỉ được hái một lần vào mùa xuân, thời gian còn lại để dưỡng cây. Người Dao ở Hồ Thầu không ai không uống trà san. Họ có những cách uống trà độc đáo, một trong số đó là trà nướng. Cái cánh trà nó rất là mỏng, nó mỏng như là cái sợi chỉ của mẹ đang thêu kia, nó còn bé bằng một phần mấy cái sợi chỉ kia. Nếu mà không kiểm soát cái nhiệt độ ấy, đấy, thì ngay lập tức nó cháy ngay. Cơi than xong rồi đặt cái vỉ lên, rồi kiểm soát cái vỉ, nó là bắt đầu nóng khoảng đấy là 450 độ thì bắt đầu cho trà vào, đảo nhẹ nhàng. Đến khi bắt đầu nó nở ra, nó phồng ấy, thì bắt đầu mình phải chuyển cái khay đấy ra khỏi cái than đấy, rồi mới bắt đầu quay lại là đặt vào than hồng. Việc mang nướng cái trà ấy thì nó có nhiều mục đích. Trong đó là có cái mục đích để làm để khử cái vị đắng chát. Trà nướng sau khi mà nướng xong ấy, thì nó không còn cái vị đắng chát một chuyện, nhưng mà nó sẽ có thơm cái mùi lửa, là dùng lửa đấy để luyện nó, để nướng nó đi. Đấy. Thì cái màu của cái trà sau khi nướng nó cũng đậm hơn. Và đặc biệt là uống cái trà nướng ấy thì nó ấm người, nó giúp cho cơ thể nóng và ấm lên. Đây, nghỉ tay uống chén trà. Nước chè này ngon lắm. Thơm, ngon. Hương vị sương gió của đất trời thu vào trong một chiếc chén. Đó là niềm tin về hòn đá thiêng, là cách cư xử trân trọng của con người với tổ tiên, với thiên nhiên và với những gì thiên nhiên ban tặng cho vùng đất họ đang sống.